Chào các bạn, hôm nay Phê Phúc xin giới thiệu với các bạn về cái dòng mỹ phẩm rất là quen thuộc mà Phê Phúc đã bán từ rất là lâu. Đó là cái dòng mỹ phẩm Floresan ấy. Cái dòng mỹ phẩm Floresan này thì mọi người cũng khá là quen với các cái sản phẩm như là kem chống nắng SPF 45 này, nó có vitamin E và D-pantenol này, cũng giúp là vừa dưỡng da vừa chống nắng rất là tốt, và kết cấu của kem rất là mịn mượt và giúp cho cái khả năng hấp thụ rất là tốt, và nó cũng dưỡng da này. Hoặc là những cái sản phẩm như là wax lông mặt này, giúp là loại bỏ bóng nhờn và mụn đầu đen và mụn cám, là giúp da nó sáng hơn và sạch hơn này. Hay là những cái kem chống nắng dành cho bé này đấy, và cả gia đình này. Đó là những cái sản phẩm quen thuộc mà từ trước nay các bạn vẫn tham khảo trên cái web của mỹ phẩm Nga Fair Food đấy. Thì hôm nay Facebook xin chia sẻ thêm các cái sản phẩm mà cao cấp hơn, nó dành cho những cái chăm sóc chuyên sâu hơn, có thể chăm sóc tại nhà hoặc là chăm sóc tại các cái spa ấy. Thì đó là cái dòng serum dạng ống của Floresan ấy, thì là Facebook có nhập là ba loại cơ bản, đó là cái dòng là acid hyaluronic này, dòng collagen và cái dòng peptide trẻ hóa da. Đây là ba cái dòng chủ đạo mà rất là được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, không chỉ tại các cái spa mà theo xu hướng hiện nay ấy, thì các cái serum dạng ống này có hiệu quả rất là cao, bởi vì cái nồng độ của nó tập trung hơn, chính xác hơn, và nó chăm sóc cho những cái vấn đề khó hơn của lão hóa da. Cái acid hyaluronic thì là một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng đối với bất cứ ai. Theo độ tuổi thì là cái khả năng mà sản xuất acid hyaluronic trong cơ thể nó cũng bị suy giảm. Chính vì thế mà da nó sẽ mất độ đàn hồi này, rồi là nhăn này, và chảy xệ là và kèm theo những cái dấu hiệu như là da sạm xỉn màu. Đấy. Thì việc bổ sung acid hyaluronic này thì nó sẽ giúp cho là cái da luôn luôn tươi mới, và nó gìn giữ được cái sức trẻ cho làn da ấy. Trong cái thành phần của sản phẩm thì có ghi rõ là có vitamin B3 giúp là dưỡng da nó trắng sáng. Đây, D-pantenol thì là giúp làm dịu da, còn có cả vitamin E này và vitamin A nữa. Đấy, nó sẽ giúp cho là sản phẩm này chủ yếu là giúp để là phục hồi những cái da yếu, mệt mỏi, thiếu sức sống. Và nó bổ sung cái thành phần chủ đạo là acid hyaluronic, làm tăng cái sợi kích thích cái sản xuất collagen và làm tăng cái sợi liên kết ở các mô ấy. Đấy, thì giúp cho da nó luôn luôn giữ được cái sức trẻ của nó tươi mới và cái tỏa sáng từ bên trong. Cái hộp này nó sẽ có 7 ống và mỗi ống là 2 ml. Đây, cái thương hiệu các bạn cũng nhìn rõ là thương hiệu Floresan nhé. Thương hiệu Floresan là một trong 5 cái thương hiệu lớn tại sản xuất về thực phẩm, về mỹ phẩm, các sản phẩm về mỹ phẩm bệnh chăm sóc sắc đẹp đấy tại Nga. Thì mỗi ống này chúng ta cũng có thể dùng trong khoảng là 2 đến 3 ngày, và hiệu quả của nó là sau 14 ngày, cam kết là sẽ có hiệu quả nhé. Đây là cái dòng serum dạng ống, và nó cũng cái serum dạng ống của cái dòng này ấy, thì nó đóng gói rất là kín. Nhằm mục đích là nó giảm thiểu cái chất bảo quản độc hại, và mỗi lần mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng được cái sản phẩm tốt nhất, và nó có rất là nhiều các cái vitamin và cần thiết cho sắc trẻ của làn da. Dòng này thì là dòng có công nghệ peptide, thì nó giúp là trẻ hóa da, nó giúp là săn chắc da này, rồi là định hình các đường nét khuôn mặt này, và nó sẽ giúp là da nó trẻ hơn và sáng hơn này. Đây là dòng collagen, thì là collagen thì ai cũng biết là rất là quan trọng trong bất cứ trong chống lão, dòng chống lão hóa nào. Nó sẽ ngoài cái thành phần collagen, nó cũng có vitamin B3 đấy, nó sẽ giúp làm sáng da này, D-pantenol này và vitamin E này. Trong cái dòng trẻ hóa da thì có những cái thành phần đó, ngoài ra những chiết xuất từ thực vật, tinh dầu cũng có trong đây. Các bạn có thể tham khảo cái thành phần của nó trên vỏ hộp. Và ngoài ra cái dòng này thì nó sẽ có là omega, các cái loại omega đấy. 3, 6, 9 thì nó giúp là kích thích sản xuất collagen, và nó giúp làm da luôn luôn là tươi mới và sáng.
quả là cái này thì là nó có thể dùng các cái sản phẩm dạng máy thì nó có thể dùng tại nhà, hoặc là các bạn cũng có thể điện xịt tại các cái cơ sở spa này. Đây là cái dòng peptide này, tức là nó có cái công nghệ peptide này thì là giúp cho cái dưỡng chất nó thâm nhập sâu vào da hơn, và nó giúp cho da nó được tái tạo từ bên trong ấy. Nó cũng có chứa các cái thành phần cơ bản như là vitamin B3 này, vitamin E này, axit hyaluronic này, và có cả những cái chiết xuất từ thực vật. Thì các bạn cũng là thành phần thì lưu giữ trong bảo hộp thôi. Các cái sản phẩm này của Floresa thì nó cũng không khác gì những cái sản phẩm của Tiana hay là của Lika mà Fair Food đã giới thiệu, nhưng nó có khác biệt ở chỗ là cái giá thành của nó thì là khá là ưu đãi hơn, và cái hiệu quả của nó cũng tương đương như thế. Đây chắc là các bạn và các cái spa nhỏ lẻ thì các bạn cũng có thể nghiên cứu và tham khảo những cái sản phẩm như này. Chúng ta có thể dùng tại nhà hoặc là chúng ta cũng có thể dùng tại các cái spa này. Đóng gói của nó thì khá là đẹp, chúng ta cũng có thể đem đi tặng được, rất là đẹp bắt mắt và nó rất là chắc chắn các bạn. Trong cái này thì nó sẽ có là một cái ống như này, ống này dạng như kiểu là ống dược phẩm ấy, thì có cái khắc ở đây thì các bạn cũng có thể là dễ dàng mở đây đấy. Và một cái ống này thì là dùng được khoảng 2 đến 3 lần. Các bạn cũng có thể là trộn với lại các cái loại kem dưỡng mà đang phù hợp với các bạn để giúp cho là cái sản phẩm và giúp cho cái hiệu quả chăm sóc da nó sẽ được tốt hơn. Hiện tại thì các cái sản phẩm này có sẵn tại Facebook, các bạn có thể tham khảo trên website, thông tin có rất là nhiều đầy đủ thông tin, và khách mua cũng có thể là đặt số lượng. Facebook luôn luôn là cam kết là cái tất cả các mặt hàng mà Facebook nhập về đều đã được nghiên cứu rất là kỹ về chất lượng cũng như là về nguồn gốc của sản phẩm, thì chắc chắn là không ở đâu ở Việt Nam các bạn có thể tìm được nơi mà an toàn và cam kết được, về truy xuất được rõ ràng về nguồn gốc của sản phẩm. Xin chào.